Nghĩ sao thế ô? Cô mình sẽ chia bấu ạ. Nhẹ. Ờ, kia có. Kia. Ừ, này, 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 này. Hoa quá. Ôi, ồ. Em gùi được không? Yeah, gùi được á? Được nhiều không? Được nhiều á? Gùi được bao nhiêu củ? Ê, đứng đây, cho mẹ. Cho mẹ bò lên đây nhá. Ê, em theo mẹ lên rừng. Đi đào củ. Củ khoai. Cái cây kia. Cây kia. Dưới chắc nhiều củ lắm ấy nha. Củ lắm quá. Nó leo lên cao thế chắc có nhiều củ lắm nha. Bỏ à, này. Nghiêm. Ừ, để mẹ một tí. Thế đứng đây chờ mẹ à, mẹ đi xem cả gốc của nó ở đâu à. Ui, đứng đây nhé. Chắc có nhiều củ lắm. Này, thế em như gì? Này, em đồ chơi. Đảo ở dưới mẹ có cho vào gùi chứ. Bây giờ con lấy gùi đi được cái gì? Này một tí à. Ui, một cái gốc. Gốc của nó ở đây ô. Em đứng đấy chờ mẹ, mẹ xem cái. Dài nhiều lắm. Đây. Mẹ ơi, bộ này chắc to lắm ô. Nhiều khoai lắm ô. Cái nhiều lắm, em không vào gần nữa. Cả. Đi, to ọt. To. Ừ, to to. Dạ. Dạ, em đừng để xem hết nhé. Nhiều ra lắm. À, không về đâu. Sợ lắm. Không về đâu nhá. Một cái. Kim sao về cả. Ê là thế nữa. Cho mẹ thế nữa. Chủ quà nha. Quà à. Ủa đấy. Ui em, mẹ thấy một củ ở đây. Đâu. Ê. Mượn củ như này này, em nhặt nhá. Em không về đây đâu. Này này này. Ơ ừ, ừ. Đấy, nhặt cho vào gùi đi. Em cho vào gùi nữa thì em gùi về nữa. Ấy. Ừ. Lại được một củ tiếp thế này. Ôi. Ồ, à, nào nhá. Được một củ tiếp luôn. Em đứng đấy xem thôi nhé. Khó lắm, đá nhiều lắm nha. Em đấy chờ mẹ nhé. Sao được? Đấy. Đá nhiều lắm.
Ôi dồi. Ôi dồi. Ừ. Ôi. Bà dì tao cứ đi làm bà. Ôi dồi. Là được một củ đây này. Ừ. Em cho bà gùi à. Em cho bà gùi nữa này. Ui. Nhặt cho bà gùi. Ra nhiều lắm. Không lấy ra được thôi. Em được 2 củ rồi. Em sao gùi đi được ở nhà. Em sao đầy gùi rồi. Ừ. 2 củ. To lắm. Đi đi đặt củ khác thôi đi. Khác thôi. Thích không? Em đứng đây hả nè. Ừ. Này. Ừ. Này. Ui. Ui. À đôi. Này. Đôi. Được một khúc hả? Ừ. Đây. Em nhặt cho bà gùi đi. Cho bà gùi của em đi nhá. Cho bà gùi. Đấy, có tiện. Có tiện. Của mẹ con chưa được tí nào. Thích không? Mày mày á. Thích không? Đầy rồi nha. Em đầy rồi. Sắp được về rồi. Em bán đổi lấy tiền mua sứa nhá. Vâng. Đứng dậy em. Không ngồi xổm thế. Đây có một củ ở đây thấy rồi. Sắp ra. Ừ. Cái gì? Cái á. Ui, lại hỏng mất một củ ơi. Ở đây. Đây là hỏng mất một củ nữa nè. Của em đầy gùi ăn chơi. Bây giờ cho vào gùi của mẹ nhá. Này. Ui là ơi. Ui. Em ngoan không á? Trời ơi. Trời ơi. Em làm đủ rồi. Ghi mà. To thích thật nha. Con nhắc nổi không? Nè. Ây, ổ. Ôi. Nó có một củ. Nè. Nè, này. Củ gì mà lông nhiều thế nhờ? Có gai chọc nhá. Mà có gai nhiều lắm. Có lông nhiều lắm.
Bùm này. Đây. Toàn là lông, toàn là gai. Còn bít. Bít bít. Bít bít. Còn còn. Đợt đợt cứng quá. Đâu mà cú ơi. Đâu mà cú lắm. Ui, ngạc cả. Còn ngạc cả. Ừ. Bây giờ, hai củ. Ba củ. Còn. Ui. À đố, còn một củ. Sao? Ôi, này về nhà nướng ăn ngon lắm, thơm lắm. Nhà. Trời ơi. Hả? Ba củ một chỗ. Ghét mà. Đấy, được nhiều ấy. Nào mà. Đưa mẹ mà. Đưa mẹ. Ờ, em đưa mẹ ra. Em nhặt mi lên á. Khoai toàn là khoai à em à. Mà à, kíp à. Hôm nay ăn cỏ đâu. Đang nghịch gì đấy? Nóng quá. To lắm. Đây này. Em ơi. Papi. À chứ. Ghim xăm hả u. Huh.
Mẹ này được. Cái này gửi cho mẹ. Ừ. Khoai. Cho bà gửi đi. Hả? Cho Khoai bà gửi con đi. Oh. Yeah. Em nay mình thấy bình tĩnh như thế này. Nào, ra đằng sau đây. Liệu. Em gùi cái đấy được em. Em gùi quả áo của em hết á. Xem nó xuống nhá, xe xuống nhá. Ôi đâu, cái kia. Quân nhìn đổ trang cả. Mua nó không nó mua ký mày.
Nên ừ, mà mày hắn y chan mà. Chết rồi mày, tôi nghĩ mà ai đây. Y với lùng chan. Lùng chan hả? Ừ, đi đâu đi đâu? Túi à? Cái này 10.000 mà. Nếu mà lấy đoàn kia này 5. Còn cao muốn nào? Đây đây, dưới đây. Bóc cho ăn à. Để tập chứ. Không hả? Mình mà tuấn cái nhà đó. Mong, con cuối nhà. Nhà, con lọc. Con đi đó. Chịp xin. Có tiêu mới hải hôm. Cái hóa. Cái hóa. Cái hóa. Cái hóa. Cái hóa. Cái mình bó đèn đốm. Chán tiền nào? Chán tiền xin. Mầm. Đi. Đó, em lấy ghế lá. Ghế. Ui, đầy lá, ngồi im á. Thank you.
quả mang về. Úi đổ hết quả của em rồi. Lên lấy cá rô. Quả lan đi rồi. Đi rửa đi nhá. 10.000 đấy. 10.000 đấy. Mẹ nghe. Cơ 5.000 mà đây hả? Lấy về đây xe lấy. Đặt cho máy đây. Đặt cho máy đây. Đi lấy hay đi về nó? Nó phải trang thật tại tao phủ đứa gì nó cũng ra phải trang á. Gùi gùi của em nè. Cái gì em? Cái gì em? Thôi giờ gùi cái gùi bé. Nhé. 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 Ồ, anh gì em? Đâu, tay đâu? Ôi, mẹ cho ba gùi của mẹ đó. Cho mẹ đánh nhá, đây. Đánh mẹ. Đánh rồi. Vì đây mày lấy dưa nào đó. Bà ơi, đây cân bao nhiêu ấy? 45. Gần 2 cân 2 bạn. Em đi cắt tóc à. Em đi kia cắt tóc à lớp tạch. Đi cắt tóc này đẹp là lớp. Đi nào, tóc dài lắm rồi. Đi vào trong này. Đi vào trong mình ngồi nhá. Thầy lớp. Một thầy lớp trường. Được. Em cắt nhá. À. Mày có mấy đứa tổ tóc cho mày đi ngồi đi. Đẹp lắm. Đấy, cắt tóc đẹp trai ngay. Tóc dài. Đấy. Đẹp không? Chị em đẹp đẹp à. Đấy. Ôi ơi. Tóc em dài quá nhờ. Này cứ vậy á. Bây giờ nó đi làm gì nó mẹ tự cá xấu quá nhỉ. Sắp xong rồi. Đấy. Sắp đẹp đẹp rồi. Bụt rồi rồi. Nghĩ im ra, một chỗ đây. Nghĩ im này. Nói rồi. Bên này, quay bên này. Quay bên đây. Con không cúi đầu đâu. Con cho con gì để bắt đốt con đây. Chỗ đấy con dày ấy. Trời ơi. Sắp xong rồi nhỉ. Đẹp trai quá. Đẹp trai luôn. Đi luôn à? Đi luôn, cho anh nhé. Anh cắt chân. Tại vì thằng Minh từ chiều đến giờ, giờ mới được cắt đây. Ok. Xong rồi. Cho đẹp không? Đâu mấy thân à? Đếm, đẹp không? Cảm ơn cậu nhá. Đẹp đẹp à? Đồ mũ vào đi về ạ. Đồ mũ đẹp, đồ mũ về nào.
Này vui của em không? Vui em? Kiểu nó mua, nó mua được mà. Chị cứ bảo là lấy đi. Vui mày cầm á. Đó, trời ơi. Đi, đi. Vui hả? Giải cắt. Đẹp trai rồi, đi nè. Mỏi. Cái này tập đây, đặt đi lên đây. Đây, đây. Em về đến nhà em đi nghịch bùn đất bẩn bẩn. Được rồi. Đi. Đi rồi. Em chưa thôi. Mày còn đó. Nó vừa đi ăn lắm. Còn đã ăn rồi hả? Chưa thôi. Tay em lâu à? Lâu khô à? Lâu khô. Lâu khô à? Tay. Bùm. Này. Tay đâu? Cắt tóc để đẹp trai ỏ. Đẹp. Đẹp. Đẹp lắm. Thế hả? Ngoan không? Ây ừ, cái này to rồi. Tí nữa em ăn xong mẹ đi xem con gà. Mẹ đi xem gà à? Ai da, ngon không? Thưa đó. Em đây nè, mẹ đi nấu lửa nó mang ăn. Thưa mẹ tay đó. Ngon một cái.